Theo hướng dẫn cách làm, một dây treo trang trí có màu tím và bông hoa màu vàng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Đó, mình sẽ dán như vậy nha. Bây giờ mình các bạn sẽ dán tương tự như vậy cho mình đối với hai cái hình còn lại nhé. Như vậy là mình đã dán xong rồi. Đây, mình đã dán xong rồi. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ sử dụng đến cái tờ giấy màu vàng. Với cái tờ giấy màu vàng này thì bây giờ mình sẽ cắt ra. Ba bông hoa. Mình sẽ dùng bút để vẽ ba bông hoa ra đây nha. Mình sẽ cắt ba bông hoa này ra nha. Bông hoa này mình sẽ để 4 cánh để làm hoa mai nha. Cái thứ ba này, sau đó mình sẽ dùng cái bút dạ này để mình vẽ nhị hoa nhé. Sau khi mình vẽ xong thì mình sẽ dán lên cái hình màu tím và màu xanh mà mình vừa dán xong lúc nãy nhé. Như vậy là mình đã dán xong rồi này. Bây giờ mình sẽ dán nó lại với nhau thành một cái sâu dây. Để dán thì mình sẽ cắt cái tờ giấy màu xanh này nha. Các bạn cũng có thể thay bằng những cái loại dây, ví dụ như là dây dù này, hoặc là nếu mà các bạn có cái dây gấp lành kim tuyến ấy thì mình cũng có thể dùng nó để dán lên.
đây mình sẽ dùng luôn một cái tờ giấy màu xanh này nha. Các bạn mà sử dụng bằng dây thì nó rất là tiện. Mình sẽ nối nó vào để cho cái phần giấy của mình nó dài ra. Giờ mình sẽ gắn từng cái hình của mình lên nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc dây treo hoa mai trang trí như thế này. Các bạn nào thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chùm hoa màu vàng có trang trí một cái nơ như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Như vậy là mình đã cắt xong ba bông hoa. Mình sẽ dùng cái bút dạ này để vẽ phần nghệ hoa nha. Tiếp theo mình sẽ đi cắt đến cái tờ giấy màu xanh lá này nha. Với cái tờ giấy màu xanh lá này, bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình ba đường thẳng. Giờ mình sẽ gắn lên bông hoa nha. Sau khi mình đã gắn xong được ba bông như thế này thì bây giờ mình sẽ gắn ba cái phần dây ở trên lại với nhau nhé. Sau khi mình gắn xong thì mình sẽ được một hình như thế này nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái tờ giấy màu tím này. Cái giấy màu tím này thì các bạn sẽ cắt ra để làm cái nơ nha. Các bạn sẽ cắt ra cho mình một đoạn giấy này. Sau đó các bạn sẽ gập thành những cái nếp gấp giống như cái quạt nhé.